Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay anh em mình vừa mua cái điện thoại tặng mẹ mình. Và bây giờ mẹ mở cái điện thoại lên xem nào. Là cắt ra này xem nào. Mở điện thoại ra. Bóc hộp đi. Kinh chưa? Kinh chưa? Bóc ra. Bố bóc đi. Bóc cho mẹ đi, cho mẹ đỡ hồi hộp. Ý giời. Điện thoại đâu? Đây, điện thoại đây. Điện thoại đây anh em nhá, đây. Đấy. Đùa đấy mà. Tuyệt vời chưa? Bố trải nghiệm lên sao nào? Bố trải nghiệm cho mẹ sao nào? Mở ra. Bắt con nhỏ rồi. Con khác. Ê giời. Cái gì đây? Măng này. Đây nha. Đang trải nghiệm này. Bố trải nghiệm cho ý kiến đi xem nào. Quá đẹp. Bật bài nhạc nghe xem nào. Bạn nhìn thấy chưa? Con này là con tặng con thứ hai đấy nhá. Con kia vừa mua được 1 tháng mới là nó bọn Xiaomi nó vớ vẩn. Đấy, rất tuyệt vời nha. Con này là con gì nhỉ? Đưa xem nào. Đưa đây. Đưa cái hộp đây. À đây. Đây là con Y11 anh em nhá. Con này thì nói chung là rất phù hợp cho các cụ. Rất là phù hợp cho các cụ nha các bạn nhá. Con này xem nào. Nó có hỗ trợ sạc nhanh không? Để mình lấy sách ra nào. Đây sách của nó đây. Con này Vivo Y11 pin 5000. RAM 3GB. ROM là 32. Sao mình lại lấy ROM 32 làm gì nhỉ? Mình phải lấy cái ROM 64 chứ nhỉ? ROM 32. Đấy vừa đi mua về xong. Đấy đang trải nghiệm nhá. Đấy bố mình đang trải nghiệm này. Thôi các cụ dùng vậy cũng được rồi. Không cần phải xịn xò hơn làm gì nữa. Cũng có dùng hết chức năng đâu. Chụp ảnh xem nào, đánh giá chất lượng chụp ảnh xem nào. Đây đây, chụp ảnh như này. Chụp cam trước, cam sau thế nào. Xem nó có nét không. Tôi đồng ý này, tôi đồng ý đi. Camera trước nhá, đây. Camera trước này. Không gọi là tương đối là được. Camera trước thế nào. Camera trước đây. Sao lại back về, đây là back này. Đấy. Camera trước cũng tương đối được nha. Vậy là còn gì nữa, đúng không? Các cụ chỉ dùng mấy con có chức năng vừa phải và hợp lý giá tiền mà anh em ạ. Chào anh em nhé.